Hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nanny Official của mình nha Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ngón đó là gỏi đu đủ tôm thịt Trước tiên bà nội mình sẽ gọt vỏ đu đủ sống rồi đem đi bào Còn mình thì sẽ đi luộc thịt với tôm Mình bắt một nồi nước nhỏ, cho một chút xíu muối và một chút xíu bột ngọt vào Đợi nước sôi thì mình bỏ thịt vào, luộc trong vòng 10 phút rồi mình dớt thịt ra tiếp đến thì mình sẽ đem tôm đi luộc luôn tôm thì nó nhanh chín lắm nên mình luộc tầm 5 phút rồi dớt ra thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm nước mắm để chen vào gỏi nha mình sử dụng nửa chén nước lọc 5 muỗng đường 7 muỗng nước mắm và một trái chanh chúng ta khuấy đều hỗn hợp lên dầm tỏi ớt cho nhuyễn thật nhuyễn rồi mình bỏ vào hỗn hợp nước mắm luôn quậy đều lên thịt thì chúng ta đem đi cắt mỏng mỏng thành những miếng vừa ăn còn tôm thì mình chẻ ra làm đôi lấy một cái dĩa to thiệt là to cho đu đủ vào sau đó mình sẽ cho tấp binh vào nè mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu rồi cuối cùng là mình sẽ chen nước mắm thật là nhiều vào nữa ta nói cái gỏi chua chua mặn mặn ngọt ngọt ăn kèm với thịt và tôm bá chế bầu chét luôn đăng ký kênh ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn rất là nhiều nè